Rồi, chào các bạn, mình là Ngọc Phúc từ HBProcess.com. Và ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm rất là độc. Và mình định làm bí mật tí, nhưng mà chắc anh em nhìn thấy cái title, cái tiêu đề anh em video anh cũng biết rồi. Đó, thì đại khái là mình muốn tìm một cái nhân dịp vừa rồi á, mình được 100.000 sub á, mình được nút bạc của YouTube. Chí, lấy dùm ta nút bạc rồi. Đó, cái này nè. Đó, thì mình muốn làm một cái event để mà give away cho anh em về những cái gọi là làm quà tặng cho anh em. Đó, thì mình muốn tìm một cái mình suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề là tìm cái món quà gì để anh em vừa thích mà lại khá là anh em cần nữa, cho nên là mình đã tìm cái sản phẩm này. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ bóc hộp ra cho anh em coi thử coi ở trong cái sản phẩm, cái tablet này, cái bản vẽ này nó sẽ có những cái gì, và chúng ta cùng nghiên cứu coi những chức năng cơ bản của cái này là gì. Mà bởi vì có rất nhiều anh em thắc mắc là retouch hình thì có nên mua cái này hay không, hay là chỉ úp để bản vẽ là chỉ để vẽ thôi ha. Thì hôm nay chúng ta cùng bóc hộp. Cái này thì mình mua từ bookba.vn, anh em có thể click xuống cái link ở dưới để anh em tham khảo và cái mình mua cũng được. Còn cái sản phẩm này thì mình sau cái bóc hộp xong mình sẽ để lại như cũ và mình sẽ give away cho anh em. Cái chương trình thì mình sẽ để ở trên fanpage của mình, em có thể vô fanpage bài đăng mình ghi ở trên fanpage đó. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành bóc hộp. Rồi, thì ở đây mình có cái hộp ha, khá là mình đặt trong một ngày thôi, một đêm mình. Buổi tối hôm nay thì mình đặt, thì ngày hôm sau thì mình đã nhận được rồi. Thực tế cái sản phẩm này mình nhận được từ khoảng cỡ 2 tuần trước, nhưng mà bây giờ mình mới bóc hộp thôi, tại vì mình có nhiều công việc quá. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bóc ha. Sử dụng kéo Doraemon. Ok, và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, khá là đẹp đúng không? Bản vẽ deco 2. Bản vẽ, khi mà mình nhắc tới bản vẽ đa phần anh em sẽ nói tới cái sản phẩm gì, Wacom rồi các thứ đồ đúng không? Thì cái Wacom nó dạng như là nó PR mạnh nhất, cho nên là đa phần bây giờ người ta nhắc tới bản vẽ hay nhắc tới Wacom. Mà thực tế có rất là nhiều cái hãng khác người ta làm chất lượng tốt hơn, hoặc là tương đương, và cái chức năng nó cũng tốt hơn. Và dựa trên giá thành nha, mặt bằng chung á, thì nó sẽ có những cái sản phẩm nó rẻ hơn so với lại những cái sản phẩm tương đương bên Wacom. Như ở đây cái nhãn hiệu mình mua nó là XP Pen, khá là cũng có tiếng đó, và build của nó khá là ok. Bởi vì mình coi cái review khác là mình cảm thấy nó rất là ổn, nên mình mua cái này. Đó, anh sẽ bảo hộ lấy này đó luôn. Rồi, chỉnh lại camera tí cho anh dễ nhìn. Và đây là cái sản phẩm của ông ta, Zeco 2 XP Pen. Cái sản phẩm này thì mình đặt mua với giá niêm yết chính hãng á, là 3 triệu, khoảng cỡ 2 triệu 9 gì đó. Thì anh em có thể xem tham khảo thêm ở trên trang web, mình để ở phía dưới phần comment ha. Bây giờ thì đây là cái hộp chính, màu khá là đẹp và khá là nổi. Mình sẽ bóc ngang. Đấy, yêu cầu là khi tải cái driver, cái trình điều khiển của cái này thì chúng ta có thể lên trên trang xppen.com download để chúng ta có thể tải về. Và cái này nguồn gốc hình như là cũng Trung Quốc, giống như kiểu bên Wacom thôi, hoặc là những cái hãng vẽ khác thì đa số nó bắt nguồn cũng từ Tungur qua thôi ha. Cái bản vẽ chúng ta nó khá là lớn, mình mua một cái size rất là lớn, để mà tại sao khi mà anh em thao tác ở trên cái size lớn như vậy á, thì anh em có thể rất là thoải mái cái phạm vi chúng ta có thể làm được ha. Đây mình sẽ khui tiếp. Đó rồi. Mình thì không đi quá vào cái phần thông số của những cái bản vẽ này để làm gì cả, bởi vì những cái thông số đó thì anh em có thể trực tiếp coi ở trên website của nó thì cũng được. Còn đây thì đây là cái bản vẽ của chúng ta. Mình đang cân nhắc cái chuyện là mình có thể bóc cái này ra hay không. Bởi vì cảm giác bóc này chắc là cảm giác gọi là sướng nhất của một người mới mua, cho nên là thôi được rồi, lỡ rồi mình sẽ bóc cho anh em. Mình coi thử nè. Đó, anh em nào mua đồ điện tử lúc nào cũng biết cái cảm giác này ha. Rồi, ok, mình tạm thời mình bóc ra đi. Đây chính là nhân vật chính của ông ta, là cái tablet XP Pen Zeco 2.
này là một cái, chúng ta có một cái build khá là chắc chắn. Khi mình cầm mình cảm giác nó rất là chắc chắn ha. Những cái đường thì mình cũng cảm giác là nó xử lý những cái viền khá là tốt, bởi vì nó rất là mượt chứ không có bị lởm chởm hay nhem lem nhem gì cả. Rất là vừa giá, đúng giá, chất lượng rất là ok. Phím bấm cho cảm giác rất là mượt. Đây là cái phím xoay này. Đó, các bạn có thể thấy là tay mình xoay đang hoàn toàn xoay được và mình không có bất kỳ phải dùng cái lực hay là như thế nào cả. Nút bấm khá là êm. Đó, đây chúng ta có 6 nút bấm và cái khu vực bảng vẽ của chúng ta là từ 4 cái điểm này. Đó, thì đó là về cái bảng vẽ. Thì chúng ta sẽ tạm thời để ngang qua để chúng ta coi là ngoài cái bảng vẽ này ra, chúng ta sẽ có những cái phụ kiện gì ha. Bởi vì phụ kiện thì mình thấy trên website khá là nhiều á. Đây là cái ống ở trong này bao gồm là hình như là có cây viết ở trong này. Đây, chúng ta có một cái viết nhìn rất là chuẩn, nhìn rất là mượt luôn á. Khi mà mình rất thích cái cảm giác mà kiểu như là nó có cái góc cạnh kiểu như thế này. Đấy, anh em có thể thấy là chúng ta có cái góc cạnh. Nó giống như kiểu là cái bút chì của chúng ta sử dụng ngày xưa. Nó rất là ổn khi mà mình cầm như vậy, nó rất là chắc chứ nó không có bị kiểu như là màu tròn quá. Thì khi mà anh em cầm nhiều á, nó đổ mồ hôi nó trơn tuột rất là nhiều, giống kiểu một số cái hãng khác thì người ta hay làm kiểu tròn, nhưng mà mình thì mình thích kiểu này hơn bởi vì mình cầm khá là chắc chắn. Đây chúng ta có một nút bấm ha, một nút bấm ngay trên cái bút này, chúng ta có một cái nút bấm khá là ổn. Đó, thì vẽ chúng ta có thể vẽ như thế này. Mình không biết là trong này nó có cái gì nữa hay không. Đây là đầu bút này, chúng ta có cái ngòi. Bởi vì anh em khi chúng ta sử dụng trong thời gian lâu á thì anh em sẽ bị một cái là nó bị mòn cái đầu này đi. Đó, anh em có thể thấy nó có cái điểm tiếp xúc này. Đó, thì khi ấn vô nó sẽ ra cái lực. Thì khi ví dụ như là chúng ta sử dụng nhiều lực á thì sau cái khoảng thời gian dài thì nó sẽ bị mòn đi. Thì ở đây chúng ta có thể thay ngòi. Thay ngòi thì mình nhớ là hình như là click vô đó. Ấn vô xong rút ra thôi. Thì nó khá là dễ. Còn sau đó chúng ta chỉ việc đút nhẹ vào cái là xong rồi. Đó là nó vào lại, khá là ổn. Mình rất thích cái kiểu này. Ở trong một số cái hãng khác thì nó cho mình cái đồ gấp, nhưng mà cái đồ gấp thì nhìn nó lởm quá. Còn này chúng ta ấn vô này, kéo nhẹ là cái là nó ra. Ơi, rụng rồi. Thôi kệ được rồi. Mình sẽ lấy tạm cái đầu khác ra. Đó, ok ha. Đó, thì đó là cái cách chúng ta sử dụng. Khá là dễ thôi, bởi vì nó có cái được nó nhất là cái hộp này mình nhìn nó khá là ngầu này. Mình rất là thích cái kiểu hộp để cái đựng viết kiểu như thế này. Rất là ok. Đó, nhìn nó rất chắc chắn và cảm giác khi mà được bảo vệ như thế này á thì cái viết chúng ta sử dụng rất là bền ha. Ok, thì mình sẽ tạm thời để cái viết này qua một bên đi. Rồi, cùng xem thử coi chúng ta còn cái trang bị nào khác không. Cái này cái khay để cái viết thì mình tạm thời để qua. Nhưng mà một cái hộp ở trong này mình có vẻ như là không còn gì ở trong những cái viền này nữa. Thì chúng ta còn một cái hộp cuối cùng. Thì mình sẽ coi thử coi là nó có cái gì. Bởi vì mình nhớ là mình có một cái phụ kiện khá là ngầu, mình khá là thích. Mình không biết là nó có hay không. Đây có đây. Mình sẽ bóc hộp ra. Ở trong này chúng ta sẽ có một số cái phụ kiện đi kèm, tặng kèm. Thứ nhất á, là cái này. Mình... có cái dành riêng cho anh em nào mà kiểu như là bị ra mồ hôi tay á thì anh em có thể sử dụng cái này. Hoặc là nếu anh em không bị mồ hôi tay kiểu như mình chẳng hạn hết thì mình thích kiểu đeo vào nhìn cho nó ngầu. Mình coi thử coi là cái này là dùng cho ngón nào ta? Có vẻ như là nhìn như vậy mình không hiểu lắm là để như này đúng không? Thuận tay phải chắc là ngón út với lại ngón này. Thì chúng ta sẽ cầm cái viết á. Đây mình sẽ lấy lại cái viết để chúng ta thử khi mà mình sử dụng cái bao tay. Nó gọi là bao tay họa sĩ. Đó, thì anh em có thể hiểu được lý do tại sao lại có cái bao tay mà nó chỉ bao tay hai cái ngón như thế này. Đầu tiên á, ở ba cái ngón tay này chúng ta không có cái bao tay. Lý do là bởi vì chúng ta sẽ cần phải có cái độ ma sát để chúng ta bám. Chứ còn như kiểu có cái này thì nó rất là trơn trượt và nó không sử dụng được ha. Có bao thì cảm giác nó không có sướng. Cho nên là mình sẽ sử dụng trần như thế này. Đó là mình sử dụng ngón tay trần để chúng ta cầm cái cây viết thì nó sẽ ok nhất. Còn cái đỡ tay này, để khi chúng ta sử dụng ở trên cái bảng vẽ
các bạn có thể thấy là chúng ta để tay như vậy này, đó, nó rất là êm. Còn như kiểu chúng ta để ngón tay như vậy nó sẽ bị hơi gọi là có một chút ma sát ở trong này thì chúng ta sử dụng nó không được mượt. Còn như đây chúng ta có thể sử dụng cái này, nó kê lên, vẽ khá là ngầu đúng không? Mình chỉ XP pen này, đó, khá là ngầu ấy, nhìn vô rất là ok. Có một cái thông tin đó là mình có thể sử dụng cái bảng vẽ này cả cho máy tính ha, cả cho máy tính và cả cho điện thoại Android hay điện thoại Android ha, chứ còn iPhone thì như không được. Hơi đáng tiếc là vì iPhone chúng ta không hỗ trợ chuột. Còn như cái này, cái bảng vẽ nó giống như là một cái chuột thôi, cho nên là ở trên Android chúng ta có thể sử dụng được. Mình sẽ xem thử coi ở trong cái hộp phụ kiện này chúng ta còn cái sản phẩm gì ha. Mình có một cái bịch khá là ok rồi. Đó. Cái bao tay này là mình khoái đó, tại vì mình sử dụng thứ nhất là cầm nó ngầu, thứ hai là cầm nó khá là dễ. Warranty policy là cái bảo hành. Bảo hành thì chắc chắn là dễ rồi, bởi vì XP Pen nó phân phối chính thức bởi cái hãng gì rồi, cái hãng Bookbuy ha. Cái link thì mình cũng có để ở dưới. Đây, chúng ta còn một số thứ khác. Dây nguồn cắm trực tiếp vào trong cái máy tính của chúng ta ha. Tí nữa mình sẽ thử cho anh em. Cái thứ hai là cái thank you for support us ha. Lại khá là cảm ơn vì mình đã sử dụng cái này thôi. Và một cái hướng dẫn sử dụng. Và tất nhiên rồi, ai cũng vậy thôi. Chẳng bao giờ ai người ta coi cái hướng dẫn sử dụng cả. Cho nên là mình sẽ tạm thời mình bỏ qua. Tuy nhiên mình có thể xem sơ một chút về MacBook. Mình nghĩ là nếu ở trên MacBook á, thì chúng ta nên có một cái gọi là trình điều khiển để chúng ta có thể điều chỉnh được cái phạm vi để chúng ta sử dụng. Ví dụ như là đây anh em có thể thấy này. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh được phạm vi cũng như là những cái thông số về cái cài đặt ở trên cái nút bấm ở trên điện thoại, trên cái viết của chúng ta ha. Tí nữa mình sẽ thử coi sao. Còn lại thì chúng ta còn một cái gì đây. Mình cũng không biết cái phụ kiện là phụ kiện gì, nhưng mà bóc ra thử coi thử, nghĩa thử coi nó là cái gì. Anh em nào tưởng tượng được cái này chúng ta dùng làm cái gì không? Cá nhân mình thì mình không biết, cho nên là thôi bỏ đi. Nhìn như cục gôm á, nhưng mà mình nghĩ là với những cái mà nó không có thể hiện rõ là cái gì thì mình cũng chẳng cần dùng mấy đâu. Chủ yếu là cái dây nguồn ha, dùng cho cái bảng vẽ điện tử của chúng ta để chúng ta gắn vô trong cái máy của chúng ta thôi. Đây chỉ sử dụng micro USB. Khá là hay, đầu này thì đầu USB rồi. Đó, ok. Rồi, thì tổng quát sơ qua chúng ta có những thứ như vậy. Nhưng mà chủ yếu á, cái mà mình muốn nói nhất á, là về cái phần màu sắc cũng như là cái thiết kế của cái bảng vẽ này á, mình nhìn rất là đáng tiền. Ví dụ như là mình bỏ ra 3 triệu mình mua để dùng thì chắc chắn là mình dùng cái này là ok rồi đó. Mình mua đầu tiên là mình để test rồi mình gửi tặng các bạn là chính. Nhưng mà sau cái quả này mình sờ mó như thế này rồi á, cầm khá là sướng. Và mình chắc chắn là mình sẽ mua một con để mình làm ở trên những cái ảnh của mình để mình retouch cho nó dễ. Rồi ok, nếu thế thì sử dụng cái này để retouch như thế nào thì bây giờ chúng ta cùng chuyển qua laptop nhé. Ok, thì sau khi chúng ta coi thử cái mẫu mã cũng như đập hộp rồi thì bây giờ mình vừa mới lắp đặt cái XP Pen Deco 2 vào trong cái laptop của mình. Và bây giờ thì dây nhựa các thứ thì mình đã gắn đầy đủ ở đây rồi ha. Và mình phát hiện ra cái là cái nắp của cái ống mà đựng cây viết á, mình có thể đặt lên như thế này để chúng ta làm cái thanh đựng cái cây viết của chúng ta để trên bàn, nhìn khá là chất chơi người rơi đúng không? Mình sẽ để như vậy. Thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta chỉ việc lấy ra ta xài thôi. Đó, thì đây anh em có thể thấy là mình để ở khu vực mình bày trí tạm thời như thế này để cho nó dễ. Thì tùy cái vị trí của anh em như thế nào, thì mình thì thấy nhiều người thích hay cái kiểu để cái phía trước này cũng được, để như vậy cũng được, nhưng mà một cá nhân mình thì mình thích để bên này, để tay mình thoải mái bên này luôn ha. Thì chuột mình để bên này, tại vì bản chất của cái bảng vẽ với lại con chuột nó gần như nhau. Chỉ có khác là bảng vẽ nó có lực nhấn ha. Thứ nhất là có lực nhấn, thứ hai nó có cái nút bấm hỗ trợ chúng ta. Như cái tablet Deco 2 này nó thêm cái vòng xoay nữa. Thì ở trên này á, các bạn thể lên trên xppen.com để chúng ta tải những cái driver các thứ đồ cho cái máy của các bạn ha. Như đây mình sử dụng MacBook thì mình sẽ lên đây mình tìm cái driver của MacBook. Đó thì đây giới thiệu. À đấy nha. Cái cục màu vàng hồi nãy anh em nhớ không? Hồi mình rồi lấy ở trong ra. Đó là nó là cái cục để chúng ta bịt vào trong cái lỗ này. Đó, bịt vào trong cái lỗ này.
xong rồi xoay. Tại vì có một cái điểm trừ mình phát hiện ra nữa của cái này á, là cái phần phần này này nó rất là dễ bám dấu vân tay. Nó bám dấu vân tay nó khá là dơ, nhưng mà mặc định cái nhìn từ xa xa thì nhìn rất là sang, và cái độ mượt của nó rất là mượt, nhưng mà nó cho mình cái cảm giác nó hơi dơ. Thì có lẽ là chất liệu đây thì chấp nhận nó chuyện nó như vậy thôi, tại vì có thể như nó là cái nhựa hay là cái gì đó chứ không phải là inox inox xịn đó. Nhưng mà nhìn thì nó sang ha, nhìn nó sang, cho nên là mình không có muốn gắn cái cục màu vàng về để vô đây làm gì cả. Rồi ok, thì đây mình tải cái thông số, thì các bạn thể lên trên trang web để các bạn coi thông số luôn, lực nhấn bao nhiêu đó bla 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 mình không quan tâm, tại vì cái chính của mình là cái yếu tố mình trải nghiệm khi mình sử dụng thôi. Rồi đây sản phẩm mình là mình vô support chọn download này, chọn Deco 2. Thì ở trong này các bạn có thể tải về những cái ví dụ như là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh nè, rồi những cái driver, ví dụ như các bạn xài Windows thì ở đây hỗ trợ Windows 7 trở lên thì các bạn sẽ nhấn download chúng ta cài. Còn như của mình là MacBook thì mình sẽ vô mình coi thử phiên bản MacBook của mình là gì. About this Mac mình đang sử dụng là version là 10.12, thì đó thì mình chỉ việc tải về thôi. Ví dụ như là 10.14 các bạn là xài phiên bản mới nhất chẳng hạn, thế có thể tải đây. Còn như mình thì bấm mình tải đây thôi. Thì ở đây mình đã cài sẵn cái driver này cho nó nhanh rồi, tại vì tải về hết 10 MB nó cũng khá là lâu. Mình sẽ tìm pen đó, pen table setting, thì nó sẽ ra cái ứng dụng của cái điều chỉnh tablet của cái này. Các bạn thể thấy trên giao diện chúng ta cài đặt á, mình sẽ tạm để đây, đào để đây đi. Đó các bạn thấy không? Chúng ta có thể điều khiển thay đổi được chức năng của những cái nút, ví dụ như là ở trên cái viết này thì nó sẽ có là cái nút nhấn ở đây và cái nút thứ hai là ở trên này. Đó, mặc định á thì ở trên này nó sẽ là eraser, có nghĩa là cái cục gôm, cục tẩy, có nghĩa là mình bấm vô nó gần như là khắc nó xóa đi chẳng hạn, thế nó ra chức năng xóa của đầu này chứ không phải là đảo xuống vậy là để tẩy đâu nhé. Rồi cái thứ hai nữa là cái nút nhấn ở dưới này đó, nút nhấn ở đây đó, thì mặc định thông thường thì mình hay để nó là right click, có nghĩa là tương đương với lại nút chuột phải, phím chuột phải đó, thì thường dùng nhất mà ha, mình để chuột phải như thế. Ở đây thì chúng ta có thể điều khiển thêm một số cái nữa, ví dụ như disable pen pressure là loại bỏ cái áp lực, nhưng mà thực tế đã dùng cái này là phải dùng tới cái áp lực của cái viết để chúng ta có cái lực nhấn mạnh, lực nhấn nhẹ chứ. Đó, rồi key function các thứ là về cái những cái chức năng của những cái nút bấm thì chúng ta sẽ không có disable đi, mình chỉ có disable display message là những cái báo thông báo này nọ đồ thì mình cứ bật mình vất đi thôi. Rồi thứ hai mình cần chú ý nữa là cái work area orientation là cái vị trí của cái bảng vẽ của chúng ta, cái hướng á, ví dụ mặc định là thêm cái chữ XP Pen nó sẽ nằm ngược ở dưới, thì ví dụ như là các bạn cảm thấy cái nút bấm mà để phía bên tay trái như vậy nó hơi ngượng ngạo quá chẳng hạn, thế các bạn muốn để nó sang bên này hoặc là các bạn muốn để dọc để như nào đó tùy, thì các bạn có thể thay đổi được. Ví dụ như là đây mình sẽ đổi thành 180 độ, thì có nghĩa lúc đó mình sẽ khi muốn xài á là mình phải để như thế này đó, lại khá là mình sẽ phải để như thế này, các bạn để không là lúc đó phím bấm của ta đây nhưng mà cái chữ nó sẽ bị ngược đi, nhưng mà như vậy nó mới đúng đó, các bạn hiểu không? Đó thì mình có thể thay đổi được vị trí của cái nút bấm này sao cho nó linh cái hướng của cái bàn vẽ này sao cho nó tiện nghi nhất với lại các bạn, cho nó dễ. Ví dụ như là các bạn thích các bạn để dọc như vậy cũng được nữa đó. Rồi mình thì mình thích cái kiểu là chữ để như thế nào thì cái hướng nó phải tương tự như vậy chứ không nhìn nó ngứa mắt lắm. Ok mình để ở đây ví dụ chữ XVP này chẳng hạn, thế rồi những cái bên này mình không quan tâm lắm, mình sẽ để lại là không độ tại vì đây là mặc định ha. Rồi cái thứ hai là monitor thì cái này nó chẳng có đâu tại vì rồi tiếp theo là tablet area. Cái này á mình đặc biệt gần như lúc nào cũng sử dụng khi mình sử dụng những cái bảng vẽ, lý do khi các bạn là họa sĩ chẳng hạn và các bạn cần digital painting á thì các bạn mới cần sử dụng hết toàn bộ cái khu vực như này. Còn như ví dụ như là các bạn là giống như mình đi, là mình retouch thôi, tức là photo edit thôi, chỉnh sửa hình ảnh thôi, thì thực tế nó không cần sử dụng hết cái này, tại vì khi các bạn đưa chuột qua lại á, nó cần các bạn sử dụng rất là nhiều cái lực, cần rất là nhiều cái không gian để chúng ta đưa hết từ đầu này tới đầu kia, thì nó không cần thiết như vậy. Thì đây mình sẽ giới hạn cái khoảng sử dụng của cái bảng vẽ này nhỏ lại. Ví dụ như là mình chỉ để một góc ở trên này thôi. Đó rồi, mình sẽ đưa lên một góc như vậy thôi.
Đó, thì bây giờ ở cái phạm vi nó sẽ chỉ là một góc nhỏ trên này thôi. Đó, cái khoảng màu trắng này nó tương đương với lại nguyên bản vẽ, thì bây giờ cái khoảng màu xanh của mình á nó chỉ khoảng từ đây thôi. Đó. Thì lúc đó cái phạm vi của chúng ta sử dụng cái chuột á thì chúng ta có thể giữ nguyên cái tay của mình. Giữ nguyên tay, chúng ta chỉ cần thay đổi cái cổ tay thôi, cổ tay chúng ta vẫn hoạt động thôi là nó đủ đi hết cái màn hình rồi. À, lúc đó nó sẽ tiện hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn ha. Cho nên là hầu như lúc nào mình cũng setting lại để như thế. Rồi, tiếp theo là Fresh Key. Express Key thì ở đây chúng ta có thể thay đổi được những cái chức năng của những cái phím bấm của chúng ta. Ví dụ như là Shortcut Key thì nó đánh dấu ta K1 từ trên dưới là key 1 tới 6 đó. 1 tới 6 này, đây là 1 2 3 4 5 6 ha, xuống dưới này luôn là 6. Cả và cái thứ hai nữa là scroll scroll wheel là cái này, là cái vòng xoay 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 đó, thì chúng ta có thể gán được cái chức năng như đó. Mặc định thì nó cũng đã có đầy đủ chức năng rồi. Ví dụ như là K1 là brush tool, là click vô cái nó sang cái chọn cái công cụ brush liền. K2 là eraser tool, là cái nút cái xóa ha. K3 là những cái undo, rồi K4 hand là cái vẽ. Tất nhiên là những cái chức năng này á, đa phần nó sử dụng nó cài đặt sẵn chúng ta là thiên về cho một người cả làm về digital painting. Cho nên là đây mình sẽ thay đổi. Ví dụ như là K1 mình dùng Brush Tool đi, Photo Edit đi, mình sẽ chuyển qua những cái công cụ này là dành cho người retouch hình. Thì Brush Tool ok, dùng thường xuyên. Nhưng mà Eraser Tool thì như mình không cần. Cho nên là Undo đúng không? Thì đây các bạn có thể thay đổi nó. Ví dụ như là Reset Building, mình sẽ chọn là Reset Customer Define. Thì bây giờ các bạn sẽ chuyển nó sang một cái chức năng khác. Default hotkey này, các bạn thể chọn những cái khác. Ví dụ như là bây giờ các bạn muốn cái nút thứ hai K2 này nó sẽ là brush size cộng đi, hoặc là brush size trừ đi, hoặc là tạo một layer mới chẳng hạn như thế, thì các bạn hoàn toàn có thể làm được. Lay new layer đây. Rồi, đó là cái nút số 2 đó, mình sẽ ghé nó là new layer. Mình bấm ok. Rồi, đó là new layer ha. Rồi tiếp tục phím số 3 thì undo, ok, đó là Ctrl Z đó. Rồi phím thứ tư hand thì mình không cần. Hand thì mình không cần, hand là cái chức năng mà mình thay đổi cái bàn tay ở trên trên đó. Thì thực tế mình không cần, thì đây mình có thể là mình các bạn muốn đổi sang cái khác, ví dụ Merge Layer hoặc là Lasso Tool như thế. Lasso Tool là công cụ ta chọn vùng đó. Thì mình ok. Đó, rồi, tiếp tục K5. K5 Eyedropper, Eyedropper là cái hút màu đó. Thì tùy các bạn, ví dụ như là các bạn mình không thích đi, mình sẽ đổi nó sang một công cụ khác, ví dụ như là forward backward file enter exit. Đây có rất là nhiều chức năng các bạn có thể sử dụng được. Wrapping group zoom in zoom out được luôn này. Thì đây mình sẽ sử dụng là zoom in đi. Xong rồi K6 mình sẽ để là zoom out. Đấy, ở đây thì mình sẽ sử dụng là zoom out. Đâu rồi? Zoom out. À, mình click OK. Đó, thì mình đã thay đổi những cái chức năng rồi. K1 của mình bây giờ là Brush Tool, K2 là New Layer, K3 là Undo, K4 là Lasso Tool, K5, K6 là chức năng Zoom. Rồi, cái thứ hai nữa là cái Scroll Wheel, là cái xoay của tay á, thì mình sẽ để là Brush Size. Tại vì tăng giảm Brush thì mình sử dụng rất là thường xuyên ha. Và chúng ta là OK thôi. Đó, là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ mở công cụ Photoshop lên. Bây giờ mình sẽ tạo layer mới này. À, new layer là nút nút mấy rồi nhỉ? Nút 4. À, lasso tool. Sẽ bỏ thôi. Đây, new layer là K2, mình bảo ok đó, mình nhấn nút K2 cái thôi là layer mới liền. Rồi bây giờ mình sử dụng sang brush tool này, bấm K1 này. Đó, mình sẽ tăng giảm cái brush này. Ok, mình sẽ tăng lên vậy đi. Mình sử dụng brush màu đỏ cho các bạn thấy là khi chúng ta làm như đây thì nó sẽ khác gì nhá. Mình đã sử dụng stop của Ngọc Long. À, nếu các bạn chưa biết thì cái stop này mình đã sử dụng ở trong cái tutorial về tạo vệt nắng đó. Đó thì bây giờ ví dụ như là bây giờ mình muốn làm một cái chức năng là mình sẽ sử dụng cái brush tool cái của mình á, để mình tạo ra cái hiệu ứng high pass đảo cho những vùng mà mình muốn. Thì bây giờ thay vì các bạn sẽ phải sử dụng brush bình thường bằng chuột đi, thì mình sẽ làm high pass đảo trước này, Ctrl J lên này. Layer order high pass. Đó, mình sẽ để như vậy đi. Rồi Ctrl Y chuyển qua là soft line. Rồi bây giờ mình sẽ tạo layer mask fill màu đen. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng brush màu đen này, à brush màu trắng này.
Đó, nhấn chuột phải để mình thay đổi cái hardness là 0% này. Size mình lớn lên chút xíu. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng cái brush của mình để mình bôi bôi mạnh. Các bạn nhấn mạnh thì nó ra mạnh. Đây, ví dụ như là mình sẽ tạo cái layer mới để mình trình diễn cho các bạn về cái đây này. Đó. Có thể thấy là mình có thể thay đổi được cái lực nhấn của mình, nó không chỉ liên quan tới cái size của cái brush nữa, nó không có bị phụ thuộc vào cái size. Mà đây mình nhấn nhẹ này. Đó, nhấn nhẹ ra tia nhỏ, nhấn mạnh này. Đó, tức là nhấn hết cỡ thì nó sẽ là size 460, còn không á thì nó sẽ chỉ là nhỏ nhỏ, nhỏ như này thôi. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là tiện khi các bạn ở những khu vực mà vào mắt như này này. Đó, rồi ở trong cái khe nhỏ nhỏ này mình chỉ nhẹ nhẹ tay thôi. Đó, ra ngoài này mình mạnh dần. Đó thì các bạn thể thấy là mình sẽ thay đổi được cái cách để chúng ta sử dụng cái brush cho nó tiện hơn. Đó, kiểu thế. Các bạn thể thấy là chúng ta sử dụng rất là tiện ha. Rồi, tương tự mình quay trở lại cái này. Đó, các bạn thể thấy là mình có thể thay làm được cái này khá là hay này. Đó, mình sẽ bôi mạnh này. Ở phần tóc đi. Đó, mình bôi cho cái phần tóc này nó blur ra này. Mình sẽ zoom vô brush tool. Lơ mạnh ra này, lơ mạnh đó, các bạn thể thấy này, đây là cái phần mà mình làm brush cho nó mạnh này, đó nó khá là hay đúng không, nó khá là nhẹ và nó linh hoạt nữa. Rồi đây, ví dụ như là mình muốn tạo một cái layer mới nữa đi, key 2 enter. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng cái brush màu vàng để mình bôi vào cái phần tóc để cho nó glow lên ha, nó glow lên. Mình sẽ chuyển qua hơi cam chút xíu, rồi mình sẽ đổi qua là overlay hả, đổi qua linear light color dot coi, giảm opacity đi. Đó, mà mình để soft line này và mình bôi vào những cái phần mà mình muốn cho nó thể hiện ra này. Đó thì anh em có thể là mình có thể bôi cái rất là nhẹ nhàng và những cái khu vực mà mình muốn cho nó lên. Ví dụ như là khu vực tóc này đi, mình không cần phải nó lan nó tỏa ra nhiều quá. Thì mặc dù mình để cái brush size rất là lớn nhưng mà mình thích thì mình để nhỏ cũng được. Đó, anh em có thể thấy này ha. Đó, mình muốn bôi nhẹ ở đây thôi, thì tùy với cái lực nhấn của chúng ta thì lúc đó nó sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều. Rồi, cái chức năng tiếp theo nữa, ví dụ như là mình sử dụng để dot and burn chẳng hạn vậy, mình mới post ở trên fanpage của mình đó, thì các bạn có thể sử dụng dot and burn tương tự ở đây cũng được. Mình sẽ fill ở đây một lớp là layer fill, đâu rồi, edit fill để 50%. OK, mình sẽ chuyển qua là soft light. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng cái color dot này. Đó, thì đây các bạn có thể làm tăng sáng các thứ đồ đầy đủ ở trên 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 bàn phím, ở trên trên cái tablet của chúng ta để chúng ta có thể vẽ được ở trên mặt của người mẫu, nó rất là linh hoạt chứ nó không có bị giới hạn ở cái vấn đề là ừ cái tới đây cái mình phải thu nhỏ cái brush lại xong rồi các thứ rồi chuột mà nó bị cố định. Thì đây mình sẽ sử dụng cái này luôn để mà mình thay đổi được cái đâu rồi, để mình thay đổi được cái góc và cái kích thước của cái brush của chúng ta. Mình cứ để lớn hết cỡ này, đó lớn tầm này đi, xong rồi bây giờ mình muốn bôi ở mũi để nâng cao mũi lên, xong rồi vùng má chẳng hạn thế. Đó, đó thì anh em có thể thấy là trước này, đây là trước này, là sau, trước sau, trước sau. Đấy thì mình sử dụng cái brush bằng cái phần cái tablet của chúng ta, khi chúng ta retouch nó rất là nhẹ nhàng ha. Bởi vì khi chúng ta các bạn khi mà chúng ta retouch á, thì cái vấn đề thay đổi về cái size brush, size của brush á, cực kỳ mất thời gian. Bởi vì đa phần nếu chúng ta không để ý á, thì khi mà retouch thì công cụ chúng ta sử dụng nhiều nhất á, một là những cái theo cá nhân của mình nha, cái mà hàng đầu á là cái size của brush, tại vì chúng ta tăng giảm size rất là nhiều. Các bạn sử dụng brush cho chọn vùng chọn này, cho layer mask các thứ đồ, cho nên là chúng ta dùng cực kỳ nhiều luôn. Rồi ví dụ ở đây mình muốn thay đổi, mình sẽ sử dụng một cái công cụ khác nữa chẳng hạn vậy. Đây mình sẽ chọn Spot Healing Brush đi. Đó thì bây giờ mình sẽ lấy ở đây chẳng hạn thế để mình retouch đi chẳng hạn vậy. Đó, mình muốn xóa cái này đi.
đó thì lấy mắt thì đó nó sẽ rất là tiện đúng không, ví dụ như là những cái mụn này đó, mặc dù cái brush của mình rất là lớn đó, thì các bạn chấm mụn bằng cái tablet này thì thôi khỏi khỏi phải nói luôn, không còn gì tốt hơn nữa đó. Mặc dù cái brush của mình rất là lớn nha, nhưng mà khi mà mình xóa những cái chi tiết, ví dụ mình cần nhỏ như này chẳng hạn vậy, thì đấy nó vẫn thể hiện rất là tốt đó. Thì nếu các bạn là retoucher, các bạn làm những công việc này thường xuyên á, thì đích thực ta nên mua một cái, tại vì nó đỡ tốn thời gian của chúng ta rất là nhiều. Ta chỉ cần chú ý vào những cái chi tiết mà ta cần điều chỉnh thôi, chứ còn những cái mà linh tinh lang tang như kiểu mấy cái điều chỉnh về cái brush công cụ này nọ thì chúng ta không cần phải quan tâm quá là nhiều đó. Thì bây giờ chúng ta có cái hình đơn giản như vậy rồi, thì ngoài ra những cái tinh chỉnh về cái tablet này ở trên cái brush nó rất là nhiều nữa, thì anh em có thể tự mò thêm. Rồi thì vừa rồi là tổng quan sơ sơ qua về cái bóc hộp, cái hộp XP Pen Deco 2 này, cũng như là mình giới thiệu sơ sơ qua cho các bạn cái cách lắp đặt cũng như là điều chỉnh cái XP Pen làm sao cho nó phù hợp với những đối tượng là những người photo edit như chúng ta ha. Và cuối cùng là mình có giới thiệu sơ với các bạn cách chúng ta sử dụng cái này ở trên Photoshop như thế nào. Đối với cá nhân của mình nha, để mà nói đánh giá chung về cái sản phẩm này mình cảm thấy rất là ok. Điểm trừ là những cái vấn đề như là chúng ta chưa có Bluetooth này, chưa có kết nối Bluetooth để cho nó gọi lại, chứ các bạn nhìn mớ dây này thì mình cũng không có thích lắm. Rồi cái thứ hai nữa là cái vòng vòng well này, cái scope well á, nó hơi dễ cái bám vân tay. Thì ngoài ra thì những cái vấn đề khác thì mình cảm thấy khá là ok, nhất là cái bill này mình cảm thấy cầm mình rất là chắc chắn ha, mình cầm thôi mình cảm thấy rất là chắc tay, cũng như là những cái phần hoàn thiện mà nó làm rất là tốt và đó thì rất là ok, sử dụng mượt ha. Thứ hai nữa là về cái pen của nó thì nó trang bị chúng ta những cái chức năng khá là ok, nó có những cái phần bảo vệ như thế này nó rất là ok này, mình thì mình khá thích cái này đó, chắc chắn và nhìn nó rất là bền, chúng ta sử dụng được khoảng thời gian chắc chắn là sẽ rất dài. Cái quỷ này ít nhất nó phải xài được 5 năm 6 năm gì đó thì may ra nó mới tàn tạ được đó. Thì đó là sơ qua về bóc hộp. Thì về cái chức năng á, thì với cá nhân mình nha, ví dụ như là bạn mình không có edit nhiều quá, cho nên là với mình thì những cái tablet như vậy nó không có thực sự quá hữu dụng, bởi vì mình chỉnh màu mà chủ yếu là mình kéo click kéo click kéo click kéo, cho nên là những cái click kéo như vậy á, thì mình sử dụng chuột thì mình vẫn thấy nó nhanh hơn, nó chính xác hơn. Còn như các bạn thường xuyên retouch, các bạn sử dụng Photoshop nhiều đó, thì các bạn sử dụng cái này nó sẽ tiết kiệm cho các bạn thời gian để các bạn thao tác rất là nhiều. Và thì tổng quan nó đơn giản như vậy thôi. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm á, thì thật nó mình nói thật nha, cái tablet này không phải có nhiều người dùng, nhưng mà thực tế cho mình cho thấy á, là có rất nhiều muốn nhất rất nhiều người muốn trải nghiệm cái sản phẩm này, cho nên là nếu như các bạn mua về, các bạn muốn trải nghiệm đi, các bạn có thể mua về. Và thực thực tế là reo lên cái là có người mua liền này, bán cũ chẳng hạn. Cho nên là cái vấn đề là các bạn cảm thấy là sợ, không biết mua về rồi dùng có lâu dài hay không, thì đối với mình thì mình không quan tâm lắm, bởi vì cái này mua về các bạn cảm thấy trải nghiệm ok rồi, các bạn cảm thấy không hợp thì các bạn có thể reo bán lên cái là có người hốt liền. Nhưng mà ví dụ như là các bạn cảm thấy hợp đi thì chắc chắn là cái này sử dụng sẽ được thời gian rất là dài nha, bởi vì có bên Bookbuy là người ta kinh doanh cái này ở những quyền chính chính thức của XP Pen tại Việt Nam, cho nên là bảo hành này nọ thì nó cũng rất là đơn giản, chẳng có vấn đề gì cả. Hỏng cái nhiều khi một đổi một mới biết chế độ bảo hành là như nào nha. Nhưng mà cá nhân mình trải nghiệm mình cảm thấy cái này ok ha. Điểm trừ không có quá nhiều, nhưng mà điểm cộng là trước mắt nhìn lên là mình khoái đấy, tại vì chỉnh hình cưới chẳng hạn vậy á, khách hàng vô nhìn vô này là khoái rồi, nhìn sao thằng này làm nó. Và ngoài ra hình như có một chức năng nữa là chúng ta có thể sử dụng được trên điện thoại, cho nên là bạn nào chúng ta chuyên chỉnh hình trên điện thoại, giúp các bạn có thể mua những cái sản phẩm của XP Pen này để các bạn về trải nghiệm cũng được nữa. Rồi đó là toàn bộ video này, nếu như đây là lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống xíu nhấn nút subscribe đăng ký, và mình sẽ gặp lại các bạn vào video sau. Các bạn đánh giá như nào về cái sản phẩm bản vẽ này, cho mình cái ý kiến của các bạn ở bên dưới phần comment nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.